Xin chào các bạn, mình là Hải Bình. Như các bạn cũng biết, thời gian vừa qua thì Am Esports cũng đã có thông báo về việc tuyển quân cho đội tuyển PUBG. Và sau khi trải qua vòng sơ tuyển thì hôm nay các bạn thí sinh đã có mặt tại Gam Gaming Center để tiếp tục trải qua bài test kỹ năng ở bộ môn PUBG. Bây giờ hãy cùng mình xem không khí ở đây như thế nào nhé. Xin chào anh này, không biết là anh đã từng chơi qua bộ môn PUBG chưa và anh đánh giá bộ môn này ở trên phương diện là tựa game eSports như thế nào? Anh chưa từng chơi qua PUBG nhưng mà anh có xem các giải Việt Nam và các giải quốc tế luôn. Thì đối với anh thì eSports, tất cả những tựa game nào mà có tính tập luyện, có khán giả và có tính chơi lại thì đều là eSports cả. Nên anh nghĩ là hiện tại PUBG là một trong những tựa game eSports thu hút nhất. Anh có thể cho biết là tại sao mãi cho đến thời điểm hiện tại thì game eSports mới quyết định là thành lập đội tuyển PUBG không ạ? Thật ra là trước đây là Game Esports đã có từng tài trợ một team, mức tuy là tiền thân của team Divine, nhưng mà lúc trước là tụi anh chưa có một cái chiến lược và có một cái kế hoạch phát triển lâu dài á, nên tụi anh đã tạm ngừng lại cái kế hoạch đó lại. Và hiện tại là sau khi ban huấn luyện đã quyết định là Dũng Kiệt sẽ có một cái chiến lược phát triển mà đầu tư rất là chuyên nghiệp cho thể loại PUBG, thì tụi anh quyết định là tuyển quân. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến hôm nay tham dự cái này. Anh không biết là xa nhất ở đây là từ đâu tới Nha Trang hả? Nha Trang là xa nhất à? Mấy bạn chịu khó ngồi xuống giùm anh luôn, chọc cái gì cũng ngồi xuống giùm anh luôn, ngồi xuống hết. Bảy trận ngày hôm nay bỏ qua cái đánh squad đi, thì đầu tiên tất cả các bạn đều ngồi đây hết, thì anh muốn những bạn nào dựa vào ngày hôm nay cảm thấy là các bạn trình diễn của các bạn trong ngày hôm nay thôi nha, xứng đáng đi vào game thì các bạn đứng lên trước cho. Tới các bạn nào mà cảm thấy là giới các bạn chuyển của bạn ở bảy trận ngày hôm nay á mà các bạn đủ tốt để vào game thì các bạn đứng lên trước. Mình tên là Đoàn Thành Lợi, mình đến từ Nha Trang. Tên anh em của mình là FR100kg. Như vậy lý do gì khiến bạn có thể vượt một quãng đường xa vậy để tham dự bộ tuyển quân ngày hôm nay ạ? Dạ, có một số thành phần là do mình có đam mê game rồi nghe đến tuyển thì mình cũng muốn thử sức của mình với các bạn khác để coi thử tài năng mình thể hiện như thế nào. Có ai quân là bạn nào? Cái cách em cầm chuột á, để chuột bằng phím và cái tay bấm rất là giống thằng Zeros, những cái thằng mà để tay như vậy rất là nhanh. Thường những đứa nào bắn hay á, hay là chơi game hay á, thì ngón tay của nó để rất là thẳng như vậy nè, không có cong như vậy. Những bạn nào mà cong như vậy rất là chậm, tốc độ xử lý cái sẽ chậm người ta rất là nhiều. Những cái bạn nào mà bàn tay như vậy nè, nhìn nó giống cùi á là nó sẽ rất là chậm, thấy không? Bàn tay như vậy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Anh ở trong eSports này mười mấy năm rồi, và trong cái loại đồ này là 6 năm rồi, nên anh nhìn một số bạn anh sẽ biết là cái tốc độ của chuột này có thể hạn chế hay không hạn chế. Thằng bé không đủ tuổi, thằng bé đâu nào là đứa nào? Không đủ tuổi hả? Mình sinh năm bao nhiêu? 21 hả? Và tên em là Nguyễn Nhà Bảo. Nick in game của em là I don't know Kyo. Vậy bạn biết tới buổi tuyển quân của đội tuyển PUBG game này từ đâu ạ? Dạ, em biết về lúc em đang lướt Facebook và em thấy game tuyển quân, nên em muốn thử sức tài năng của em và thể hiện của em tới đâu. Vậy trước đó bạn đã từng tham gia thi đấu cho đội tuyển nào chưa? Dạ, em đã từng thi đấu trong đội tuyển bán chuyên là The New Team. Hằng ngày em được chen trong Việt Nam Pro Team và coach của Mercenary. Em đi học không? Em cũng đi học. Còn Leo hả? Không làm gì. Em sinh năm bao nhiêu? 97. Ai Gun thì giờ anh đang làm gì? Học gì? Học Nguyễn Tất Thành. Ok, học anh gì? Học điện tử hả? Ok, bỏ gần 15 ngày Ok, là năm 3, năm 4 em không thể học được, nó không có lớp được em học, nó không giống với môn khác, nhưng mà môn khác mà tụi em bị nợ môn á thì em có thể đăng ký hại. Còn môn thể dục là cái môn mà ai cũng đậu, ai cũng sẽ đậu cả, nên nếu mà tụi em rớt một cái rồi á là tụi em chỉ có đi xin ông thầy và cô thôi, chứ tụi em không có thể nào đăng ký học lại được luôn. Thì anh không có tiền mua, anh không đi học được. Thì cuối cùng tới lúc mà năm 2 á, anh tôi muốn đi học lại á, thì bữa đó thì anh mặc cái bộ đồ thể dục mà của cấp lớp 12 vô, thì ông thầy ông cho thi cái anh cảm thấy là giờ anh đã cố gắng lắm rồi, không mình đã bỏ học rất nhiều năm, giờ mình muốn làm lại từ đầu. Xong rồi nhưng mình vô ổng cho mình thi, anh bỏ luôn. Nhưng mà nếu mà anh chọn thì anh cũng muốn học sâu trong đại học, anh muốn học để biết thôi. Nhiều khi anh ngủ á, lần nào anh ngủ mà anh mơ thấy á, anh toàn mơ thấy rớt đại học không, mình không rớt đại học, anh không rớt đại học, nhưng anh mơ thấy rớt đại học, và lần nào thức dậy anh đều khóc cả.
Tại trong cái giấc mơ, cái nó một cái ám ảnh đó là tại sao tất cả cái chuyện này tất cả mọi người đều làm được mà tại sao mình làm không được? Sao mình không học đại học sau? Không, mình rất đại học, không học đại học sau. Và ám ảnh tới giờ luôn. Nên cái chuyện đi học á nó rất là quan trọng. Cái chuyện đi học rất là quan trọng. Không có thể làm mà tụi em có không có dễ có một cái cơ may mà. Nói chung là anh kiếm được rất nhiều tiền so với những đứa bạn học đại học chung với anh. Nhưng mà không có dễ để tụi em đi được cái con đường như vậy. Bởi vậy đứa nào mà còn kẹt học này nọ đâu á thì cứ đi học tới đi. Xong rồi tụi em đánh mấy cái dạy ghép này nọ mấy cái dạy ghép này nọ mấy đứa nào còn học thì phải cái lo việc kia nó trước. Hôm nay qua cá thì họ đâu thì cái đấy là anh không biết bất kỳ ai trên tất cả các bạn hết, anh không biết tất cả các bạn hết thì nhưng mà anh rất là tin vô một cái gọi là định luật số lớn, tức là bất kỳ một cái gì đó xác suất cái thống kê á, khi mà nó diễn ra một cách thực nghiệm nhiều lần thì kết quả mà nó lặp lại nhiều lần là kết quả luôn luôn chính xác, không có may mắn. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nó đều có may mắn, nhưng mà rất nhiều lần nó sẽ không có may mắn. Giống như mình chơi poker vậy, nó cũng dạng như vậy á. Thật ra đối với anh á, may mắn là cái cách nói khiêm tốn của những người thành công và là cái cách đổ tại của những người thất bại thôi. Còn lại thì anh rất là tin vào cái gọi là định luật số lớn á, tức là cái gì mà nó thực nghiệm nhiều lần á thì cái yếu tố may mắn của nó đã bị xóa nhòa rồi, tức là cái PUBG này mỗi lần thi đấu á nó sẽ có rất là nhiều vòng nên cái yếu tố may mắn gần như là nó rất là thấp, mà may mắn thật ra chính là cái thực lực của mấy bạn rồi. Mình tên là Thành và mình đến từ BCG Bloom Gamer Center. Tên in game của bạn là gì? BCG Righty, leader của team mình. Anh ấy đăng ký cho team và mong muốn là các thành viên trong team có cơ hội được cọ sát. Vậy là bạn đã có sẵn một team kiểu là anh em với nhau rồi. Vậy lỡ như mà một trong những bạn được chọn vào game thì sao ạ? Dạ lúc đó thì sẽ mừng cho thành viên đó bởi vì bạn đó sẽ có cơ hội nhiều hơn để cọ sát bản thân và nâng cao tay. Game của mình sắp tới cũng sẽ có thi đấu một giải chuyên nghiệp. Như vậy trong thời gian ngắn như vậy không biết là anh sẽ có cái dự định gì để training cho đội của mình thi đấu với thành tích tốt nhất ở giải đó? Bọn anh sẽ đầu tư vào game in house với là đầu tư vào những cái cơ sở vật chất cho các bạn. Nhưng mà như anh nói, eSports là cái gì mà nó có tính chơi lại, tính tập luyện. Thì nên nếu mà cái giải tới mà bọn anh thi đấu không thành công nó cũng không thành vấn đề, tại vì bọn anh sẽ tiếp tục đầu tư mà theo rất là lâu dài. Xin cảm ơn anh và xin chúc cho đội tuyển PUBG của Game Esports sẽ thành công.